Hello anh em nhá, chào mừng anh em đến với shop mơ sướng.vn. Sự kiện siêu khuyến mại của shop đó là siêu giảm giá đến 50% và 70% khi tất cả các bạn mua nick ở mục trắng thông tin các bạn nhé. Và đặc biệt ở shop mơ sướng bây giờ có bán Quân Huy và khẳng định các bạn uy tín 100% và bảo hành vĩnh viễn các bạn nhá. Nếu chỉ cần một trường hợp nhỏ xíu thôi sẽ đền lại, hoặc là nói chung chắc chắn là không bao giờ bị gì hết, bởi vì đây là Quân Huy sạch 100% chứ không phải là Quân Huy nạp vớ vẩn để các bạn bị khóa nick đâu các bạn nhá. Cho nên rằng là các bạn nào có nhu cầu nạp Quân Huy giá rẻ thì các bạn hãy vào shop mơ sướng.vn nhá. Và đừng quên ra có chương trình giảm giá 50-70% nick trắng thông tin ở phần nick trắng thông tin các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy là nạp Quân Huy này. Đấy, nạp Quân Huy nhá, và ắc trắng thông tin nhá. Và cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye. Hello hello, xin chào toàn thể tất cả các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một vị tướng Throne. Và đặc biệt hơn một chút là trong trận đấu này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi thôn trong những cái giao tranh, và khẳng định chỉ một clip giúp các bạn sẽ chơi tốt hơn. Và một điều thú vị tuyệt vời nữa đó chính là hôm nay chúng ta sẽ đối đầu với Toro. Và chắc hẳn tất cả các bạn khi đối đầu với Toro và một vị tướng xào thủ bên cạnh thì chúng ta hầu như không biết phải đối đầu với hai vị tướng này như thế nào cả. Khi mà thằng Toro nó là một vị tướng trâu, cực kỳ trâu ở giai đoạn đầu game, mà nếu cứ đánh nhau với bọn kia thì mình lại cứ dồn đám vào Toro rất là khó chịu, và khi nào cứ solo 2-2 với nó là chúng ta đều thua. Tại vì sao lại như vậy? Thì clip này mình sẽ nói đến những cái nguyên nhân dẫn đến chúng ta solo thua. Bởi vì khi thằng Toro lao lên, nó là một vị tướng hút đám rất 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 là tốt, mà chúng ta lại cứ gây đám vào Toro mà lại không thể nào gây đám thằng xạ thủ nó được. Thằng xạ thủ nó cứ đứng đằng sau Toro nó xả đám rất rất là khó chịu. Thì cách khắc chế khi gặp Toro và các vị tướng xạ thủ làm thế nào để thôn có thể dồn đám được các vị tướng bên kia thì làm như thế nào ạ? Đơn giản các bạn nhá, đó chính là các bạn hãy cài đặt bắn thấp máu nhất. Các bạn hãy chỉnh cho mình thấp máu nhất ạ. À, lý do vì sao này chỉnh thấp máu nhất, các bạn hãy cài đặt cho mình đi, rồi chúng ta sẽ chơi. Khi đối đầu với Toro, khi Toro team địch chơi một vị tướng Toro rất hay, khi nào cũng lao lên hút sát thương, thì cái cách để chúng ta chơi ở giai đoạn đầu game như nào ạ? Chúng ta vẫn sẽ bắn Toro, vẫn sẽ bắn Toro, nhưng chúng ta sẽ không bắn hết tất cả sức lực của mình có, mà chúng ta sẽ bắn kiểu thiên hướng. Đây 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 đây, pha đây sẽ bắn hết này. Rồi, ôi không chết, từ từ. Cái pha này không chết các bạn nhá. Bởi vì giai đoạn đầu game Toro có trâu, nhưng 2-3 vị tướng chúng ta zone là có thể giết được chết. Cho nên khi thằng Toro lao lên ấy thì chúng ta sẽ bắn theo kiểu là bắn nhợt nhạt, vẫn gây đám nó, bởi vì nó là một vị tướng rất gần với mình. Cho nên chúng ta sẽ gây đám theo một cách nhợt nhạt. Khi nào mà cảm thấy giác kết liều được thì kết liều, còn không thì chúng ta sẽ phải giữ hầu như tất cả chiêu thức các bạn nhé. Giữ tất cả chiêu thức bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu chúng ta zone hết vào thằng Toro thì không còn gì để chơi với team địch. Cho nên cách tốt nhất khi đổ đâu với thằng Toro này là chỉnh thấp máu nhất. Khi nào mà thằng xả thủ của nó ít máu hơn thằng Toro thì lúc đó chúng ta sẽ lướt lên và zone thằng xạ thủ nó. Đấy, hãy nhớ cho mình điều này nhá. Bởi vì chỉnh thấp máu nhất thì chúng ta sẽ bắn cái thằng thấp máu nhất và thằng Toro. Khi nào thằng Toro cũng nhiều máu hơn thằng xạ thủ nó, các bạn hãy để ý mà xem. Từ từ. Đấy, các bạn thấy chưa, trâu chưa? Đấy, mình sẽ bắn nhợt nhạt nhá. Sẽ bắn nhợt nhạt Toro này. Bình tĩnh này, khi nào thằng xạ thủ thấp máu hơn của nó thì mình sẽ lao lên zone thằng thấp máu, và thay vì không phải bắn vào thằng Toro. Đấy là cái cách khắc chế Toro các bạn nhá, hoặc là các tanker. Rồi cái pha này. Rồi, thấp máu lao lên. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình vừa thấy một thằng thấp máu vừa lướt lên người Toro thì mình đã ăn được một mạng. Bình tĩnh, không phải dễ giết. Rồi, đấy là cái quan trọng khi đối đầu với Toro hoặc một trong những cái vị tướng tánh cơ CP cực kỳ hay của team địch. Rồi, cách khắc chế tiếp theo mình là lắp hai viên ngọc xanh để bắn lan ra phám lính và đặc biệt hồi chiếu. Các bạn hãy nhìn cái phá thủ nha của mình đó. Rồi, mình sẽ nói tiếp đến quy tắc đầu tiên, là quy tắc rất là vàng của thằng Thốt. Đó chính là sử dụng những viên đạn như thế nào cho hợp lý. Đấy, cái đấy nó mới ổi ổi kìa bạn, ổi tốc biến phát. Trời ơi, khổ thế cơ chứ. Đấy, thôn thì mình sẽ quy ra ba cái kiểu lắp đạn và sẽ bắn. Lắp đạn thứ nhất là một viên đỏ, hai viên vàng, dùng cho combat tổng. Đấy, còn lắp kiểu thứ hai là một viên vàng và hai viên đỏ, dùng cho bắn những vị tướng tanker. Còn lắp cái thứ hạ, lắp cái tiếp theo, một viên đỏ và hai viên xanh hoặc ba viên xanh để làm gì ạ? Để chúng ta phám lính, thủ lính và thủ đường. Đấy,
chúng ta sẽ có 3 cái kiểu lắp đàn đấy và sẽ dành cho 3 cái lối chơi riêng các bạn nhá. Đấy cái pháo rồi. Ôi giời. Ôi thằng Dia má, xong luôn anh em. Thằng Dia má nó mạnh thật đấy. Đấy khổ cho anh em. Ôi ôi ba chỉ. Ôi giời cái trận đấu này nó khổ. Không sao các bạn nhá. Khó thì mới có cương lao ở đây anh em ạ. Không sao, không vấn đề gì hết. Hiện tại tí mình ăn được 3 mảng thì mình ăn được 3 thôi. Còn tí mình chết tầm 9 mảng thôi, không vấn đề gì hết. Chỉ có những trận đấu khó này thì mới vào xem cương lao chứ anh em. Cách gánh tím trận đấu này như thế nào ạ? Đơn giản thôi, sẽ làm mình sánh. Rồi, và ghi đu lại giết tiếp. Và mình sẽ lại phải thủ đường các bạn nhá. Mình sẽ lắp 3 bên ngọc xanh luôn. 3 bên xanh mà không làm gì không bắn được. Được rồi, phám lĩnh cái đạm, đẩy cái thằng Toro. Rồi, lá lên, theo Anat. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, những cái tình huống đấy các bạn sẽ rất hoảng sợ và zone cái thằng Toro làm gì ạ? Các bạn cứ lao lên bắn những cái thằng thấp máu nhất. Đấy, khi thấy thằng xạ thủ tiếm địch thấp máu nhất thì là lúc các bạn sẽ lướt lên lao và bắn zone đám thằng thấp máu nhất của tiếm địch và không phải zone đám của Toro. Đấy, và trong trận đấu này, cái quy tắc vàng tiếp theo. À quên, để mình nói cho xong cái quy tắc vàng một, đó là dùng những viên đạn, các bạn nhé. À, khi các bạn chủ động combat ấy, thì các bạn sẽ lắp một viên ngọc tím và hai viên ngọc vàng vào. Đấy, chẳng hạn như phá này. Thì khi mình kích hoạt chiêu hai cương hóa thì mình sẽ bắn choáng nó. Các bạn hiểu không ạ? Đấy, các cái phá này thôi, chào tốc biến thằng Rio mà. Các bạn đã nhớ rằng là Thôn là một vị tướng đối đầu không tốt với Rio mà nhé. Cho nên trận đấu này mình bị thằng Rio mà khắc chế. Thì trong trận đấu này mình sẽ né thằng Rio mà hoặc sẽ chơi với Rio mà khi nó hết choáng. Bởi vì Thôn chỉ cần bị choáng thôi, đừng im thôi, thì các bạn sẽ biết rồi đấy, nó sẽ bị chết rất là nhanh. Rồi, quy tắc 1 thì mình sẽ nói cho xong luôn. Đó chính là nói chung hầu như combat thì đầu combat ấy thì chúng ta sẽ dùng hai viên ngọc ngọc vàng nhá và một viên ngọc đỏ. Còn khi các bạn đánh những cái thằng Toro này Vét thì các bạn sẽ dùng hai viên ngọc tím cho mình. Đấy. Rồi còn ngọc xanh thì bạn dùng cái kiểu gì cũng được, cái farm link. Rồi cho xong quy tắc vàng 1 đi. Rồi quy tắc vàng 2 là trong combat giao tranh tổng thì nó sẽ như thế nào ạ? Đúng, kết hợp với những cái kiểu mà thấp máu nhất của con Toro đấy. Và mình sẽ kết hợp theo từ từ, bình tĩnh. Từ từ nha. Từ từ. Đó là chính là mình sẽ phải loại bỏ những lượng sát thương của team địch. Và mình không phải là một vị tướng bị team địch ké. Các bạn hiểu không? Đó chính là giao tranh. Khi giao tranh ấy thì thứ nhất là mình sẽ không bao giờ đứng trên cao, trừ khi team mình và team địch đánh nhau trước và mình sẽ nhìn thằng nào ra chiêu thức trước và mình sẽ biết thằng nào mất chiêu thức. Chẳng hạn thằng bo này, thằng ho bo mất chiêu bá này, rồi mình sẽ bắn bình tĩnh, không phải đây giết thằng bo. Không phải là mục tiêu gây đám của mình, mục tiêu gây đám của mình sẽ là theo ăn nát, sẽ là theo ăn nát hoặc là thằng xả thủ ấy. Từ từ lùi về đây, theo ăn nát đây, lao lên rồi bắn chiêu bá luôn. Rồi có hàng rồi, win chưa. Còn thằng Diêu Má, không sao. Thằng Diêu Má, rồi Diêu Má hết choáng nhá. Diêu Má hết chọc này, bắn này, Diêu Má hết chọc. Đấy. Đấy chính là thực sự nó hơi khó một chút. Đó là các bạn ơi, các bạn phải để ý rằng là trong team địch thằng nào giết được các bạn. Đấy. Phân tích như vậy để làm gì ạ? À, để nè nói chứ làm sao. Chẳng hạn mình biết là trong trận đấu này thằng Diêu Má giết được mình thì mình phải nè thằng Diêu Má, hoặc nó phải hết chiếu choáng thì mình sẽ bắn tẹt gà luôn, bắn bét tay lấy nghe luôn. Đấy, chứ nhiều ông là thật các bạn ạ, các bạn không biết lý do vì sao mình chết. Những cái phá các bạn chết, các bạn không có kinh nghiệm, không rút được kinh nghiệm thì làm sao trong những cái phá combat các bạn chết tốt được. Mình đã chết bởi vì thằng Rio Ma thôi thì mình sẽ biết được rằng thằng Rio Ma giết được mình khi nó có cái choáng. Nếu mình bị ăn chọc của thằng Rio Ma mình sẽ chết thì mình sẽ né nó, một là né nó, hai là chờ nó hết cái chọc là mình sẽ bắn bét tay lấy nghe nó. Đấy, đấy là cái phân tích rất quan trọng ở trong quy tắc vàng thứ hai để trong giao tranh có bắt tổng giúp cho tất cả các bạn chơi thật tốt bất kỳ mọi vị tướng các bạn nhé. Rồi đơn giản thôi, thì chỉ cần hai quy tắc đấy để giúp cho tất cả các bạn chơi một vị tướng thôn thật là tốt. Và các bạn hãy xem, tí nữa giao tranh tổng thì mình sẽ luôn luôn là né và không bao giờ bị team địch ké mình hoặc mình là mục tiêu, bởi vì mình luôn luôn là một vị tướng đi sau team mình, chứ mình không bao giờ lao lên mở con bắt trừ khi là team địch không có vị tướng nào. Ôi xong rồi 3-5 cái phá này ạ. Lao lên bật này, gửi thằng nào gửi này, rồi xúc thằng Rio Ma, rồi Rio Ma hết chiêu lao lên chơi luôn. Thằng Vét thì mình không đáng ngại, xúc hết tất cả mọi thứ luôn, từ từ chạy bắt đà. Đấy, ngon chưa anh em? Đấy, cái phá này mình lao vào mình ăn hai thằng đấy, thằng bò táo bắn, không có thằng nào tao bắn nó bò rồi, tuyệt vời.
May cái phá này đấy, chết hái màng đâu. Mà căn bản đã tím địch zone hai vị tướng Minh cùng hết chiếu thức rồi. Đấy là cái lúc để Minh lao lên. Đấy, tại vì sao các bạn có thể nhìn thấy Minh lao lên cái phá rất là hay như vậy? Bởi vì Minh có thể đoán được cái lượng sát thương thằng Vrep và thằng Bò không thể giết được Minh. Chỉ có thằng Rioma mới đáng ngại, mà Rioma thì Minh lao lên để Minh giết nó rồi. Cho nên là các bạn hãy nhìn cái cách cắn sát thương và cách combat của Minh nó rất là tuyệt vời. Bởi vì cách đứng vị trí của Minh luôn luôn loại bỏ, không phải là mục tiêu để tím địch reset. Đấy là cái rất quan trọng. Thì làm thế nào để tím địch không reset được Minh? Thì đó cái đơn giản, các bạn đừng tập xá cho Minh, đừng tập xá cho combat đi. Chờ tím Minh combat xong, mà các bạn nhé, không phải chờ tím Minh chết để mình combat nhá, mà chờ tím địch tung ra những chiêu thức. Đấy, cái mấu chốt là như vậy nhá, chứ không phải là các bạn bỏ đồng đội đâu. Em nghe lời anh Cường lao, em cũng để đồng đội combat chết xong em lao lên đánh, kiểu gì cũng thua. Khổ lắm. Cái ham ý của anh đấy là ở cái chỗ ấy, là nhìn tím Minh và tím địch xả skill ra, và tím địch cho thằng nào tung skill ra trước, và cái skill nó không phải là gây vào sát thương của Minh ấy, thì lúc đó Minh sẽ lao lên kế tiếp nhá. Chứ đừng có chơi đồng đội chết hết thì một mình nó làm đáng mà cấn được lắm. Đồng đội mới chết hết thì chỉ việc về nhà mà thủ ấy chứ. Cỡ thằng Rio Má, bây giờ Rio Má solo 1-1 thì mình không sợ, bởi vì mình cũng có choáng mà. Đấy, cho nên là hy vọng các bạn hãy nhớ những cái quy tắc vàng để giúp chúng ta chơi thật tốt hơn nhé. Khi đổi đâu với những cái vị tướng tánh cơ mà các bạn cảm giác như là một vị tướng tánh cơ của team địch support chơi rất là tốt, thì chúng ta sẽ về luôn là cai máu thấp nhất để mà chơi nhé các bạn nhé, để lao lên bắn. Rồi, cái thằng Vrep kéo mình này, team mình combat rồi. Bây giờ thì mình bị thằng Vrep kéo và mình không thể làm được gì, và team mình chết hết cái pha đây. Ái giảng ơi, rồi cái pha này chảy thôi anh em ơi. Cái gì đấy, thằng Guidua AFK anh em ạ. Cái pha này phải má với đàn xanh để thủ nhà rồi anh em ơi. Này thủ nhà, bắn quái thôi, quan trọng là quái. Đúng rồi, mà gần á, bắn nó đi. Thấy quá anh em ơi, tuyệt vời. Từ từ, team địch đã còn chiêu thức. Thằng Vrep nó mất chạy nhanh, thằng Bò, giết thằng Bò luôn. Thằng Bò chết, Bò chết, Bò chết. Còn thằng Vio Ma thấp máu mình không sợ nó. Ô thằng theo nát này. Rồi thằng Vio Ma luôn lao lên luôn. Trời ơi, cần ba mình làm hết rồi. Thằng Vrep này thì mình sẽ lắp. Từ từ, ngập tím, rồi. tao có mi đờ của gì nào, trời ơi, tao bật từ nay. Ôi xôi nhá, xong các bạn nhé. Đấy, xong chưa. Vậy thì hãy để lại cho mình một like và một nút comment để đánh giá clip này giúp mình các bạn nhé. Và mình nghỉ clip đến đây là kết thúc rồi. Và xin chúc tất cả toàn thể các bạn có một ngày mới thật vui vẻ. Và đừng quên rằng hãy chơi thôn thật tốt các bạn nhé. Và tất cả bạn hãy mãi yêu, bye bye.